Và đã bung ra là rất nhiều đến từ GI. Họ không tốn quá nhiều tài nguyên cho tình huống này để có thể chiếm được long. Biết được rằng Zygu đang đứng ở đâu, nhưng một tình huống bắn quá của Zygu một bom rồi. Avex một tình huống dứt điểm để Alexi double kill Zygu, triple kill Zygu. Và sẽ là những tiếng tanh và bom sai B dưới các thành viên Vitality mà thôi. Hiện tại đang có hai người của G2 Esports ở trong sai. Magic nhìn thấy họng súng đối phương trước. Jaxi là người đầu tiên phải nằm xuống. Và tiếp theo thì Hunter cũng đi theo những người đồng đội của mình. Alexi B hoàn thành được cho mình được cái double kill và cân bằng tỷ số về người. Dupri kê đẩy và Dupri bắt được Mon EC rồi. Một tình huống mà Mon EC đã không chủ động kê lại với chiếc Dupri. Đây thì Nico đổi cho các bạn Dupri dài gù dứt điểm Alexi B. Và đã biết được player cuối cùng của Esports ở đầu đó là Nico đang ở hầm. Trên người Nico hiện tại không có một cái kit, nên là anh ta muốn làm gì thì phải làm nhanh lên, chứ chậm rãi thì là hỏng, lộ tiếng chân ra mất rồi. Mới biết một người ở đâu thôi và được nhặt được cái kit. Đối phương đang chủ động chơi kẹt kéo hai người là khó chịu, và Nico thì không có một cơ hội nào cả. Chỉ là những tình huống cân bằng về người 4v4 mà thôi. Nên Alexi B thì anh ta đã có quá nhiều thông tin, và đây Nico vả mồm vị trí bên trong Magic. Khó rồi, liệu có phải là một tình huống thắng first round mà thua second round hay không đây? Khi mà G2 Esports họ vẫn biết cách làm các thành viên và TDT phải khó chịu. Mon EC bắn tay quá to để có thể hạ gục đi vị trí anh chàng Dupri. Và sẽ chia ra 1A 1B. Người trên A là Nico. Nico yếu rồi nhưng Nico đấm được bom Misuta. Với tình huống bắn tay rất to đến từ Nico, nhưng mà Apex đã đổi được mạng của Nico. Sẽ là một tình huống 1v1 giữa Apex và cùng là Zaxi. Zaxi sẽ quyết định retake từ đường CT, nhưng mà đây vô tình là vị trí của Apex đã nghe thấy. Nhìn thấy đối phương rồi trả ra hai quả flash, gây rất nhiều khó chịu vị trí anh chàng Zaxi. Và bây giờ thì không thể nào mà trượt đi con đoạn chiến thắng này được. Và Vitality đã ăn mừng luôn, nhưng đó là một giao đấu hú hồn đúng không? Khi mà GI Esports với chiếc của Nico đã có viên DE, phải nói rằng quá tởm. Hai viên DE là hai cái mồm, còn một tình huống mà Zaxi đen quá. 20 giây mới quyết định tanh vào trong khu bom sai, và Hunter hạ gục team Magic. Dupri cũng phải nằm xuống thì khó mất rồi. Khi mà khoảng 30 hiện giờ nó quá cận kề, thậm chí có thêm một quả lửa nhồi trong khu bom sai nữa thì là C4 kiểu gì đây? Sẽ là một tình huống 1v3 khi Hunter vừa rồi bắt Apex. Một tình huống nhảy bắn đấy từ Hunter, nhưng không thể làm lại pha highlight hôm qua của Simple nữa rồi. Zygu đang rơi vào một cái thế khó, đối phương sẽ tràn lên, và đây có phải tình huống các lắc đến từ Zygu hay không đây? 1v3 và không có cơ hội cho Zygu. Trả ra quả smoke bản lề để có thể dễ dàng đẩy lên khu vực shot, nhưng mà lại lộ ra cái chân của mình. Vậy là không còn lợi thế về người nào nữa cả. Ở dưới City là vị trí Quanter, và đây thấy không đây, thấy rồi. Và Nico spam được hơn nửa cây máu qua Apex và quả đét này, liệu rằng Apex phải nằm xuống hay không? Nhưng câu trả lời là không. Zygu chưa thể có mạng được của Nico, nhưng Nico đã hết đạn và người đẩy lên từ khu vực shot đã bắt được Nico. Nhưng Hunter đổi mạng là tốt. Thế trận đang đưa về lại V3. Quả lửa này trả ra thằng Bình hơi muộn, và thậm chí nó còn không chính xác nữa cơ. 4v2, nhưng điều quan trọng là trên tay Zygu là một cổ ok chéo rất đẹp cho những người đồng đội của mình. Nhìn thấy nòng súng của đối phương rồi, nhưng mà Mon EC là người bắn tốt hơn. Apex đổi được một mạng thật đấy, nhưng mà để về một tình huống 1v2 như thế này là quá khó. Với không thể làm được với ai cái đầu. Không thể tin nổi khi mà Zygu trước đó đã phải ngã xuống nòng súng của Mon EC rồi. Một tình huống mà Mon EC cũng đã nhìn ra Zygu và đã có một pha xử lý khéo hơn. Ở đây chúng ta cùng xem lại một tơn đạn control play khẩu AK quá tuyệt vời đến từ vị trí của Apex. Và chúng ta hãy cùng xem nào, bom mìn trả ra rất nhiều. Đây một tình huống Mon EC vẩy không chết ai cả. Bộ đội bom sai bên phải thi đấu tốt tình huống này. Khi Mon EC và Hunter đang bị quẩy, Hunter có một rồi. Mon EC có cho mình được một mạng, double kill cho Hunter. Magic đổi được mạng của Mon EC. Một vết bom đến từ Magic Boy vào lộ chân đồng nghĩa với cái triple kill cho cá nhân Hunter. Hiện tại đang có một mình vị trí của Nico, một quả smoke ở trên tay mà thôi. Bắt đầu run boot nhìn thấy đối phương rồi, nhưng mà thực sự là cầu lock này là quá yếu. Đình 2-3 phát vào đầu rồi mà Nico vẫn chưa phải nằm. Mục tiêu của round đấu này của bên phía các thành viên Vitality đã đặt được bom. Và Nico sẵn sàng đứng cường và làm cho mình được cái triple kill. Và sau đó thì Mon EC đã làm cho mình được đôi mạng khá là dễ dàng, và những tình huống vẩy ốp đến từ vị trí của Mon EC. Và chúng ta hãy cùng xem nào. Quyết định được đưa ra Vitality và là vẫn sẽ là đâm cố lên bom xe A. Liệu có được hay không đây? Đây là một tình huống nhá tốt. Quả smoke trả ra che sâu khu vực CT. Còn ngược lại thì Mon EC có quả smoke là bay ép. Đây Dupri đâm được bộ Mon EC. Alexi B cố được một mạng rồi. Đang một tình huống mà spam thi nhau. Và đây là một tiếng Nico giặt ra từ shot rất điểm đi Apex. Chỉ còn nó Dupri thôi. Đi xếp tôi Dupri ơi. Hết rồi. Thêm một quả smoke nữa. Búp thêm một quả nết ra khu vực. Đó là hợp tunnel nữa. Chọn mình góc kê đẹp nhưng Nico hết đạn rồi, rút lúc ra vẫn vào bầu được Misuta.
Một tình huống xử lý quá bình tĩnh đến từ Nico. Bạc Duân flash trắng xóa đến từ màn kịch bòi. Và lợi thế đã có dành cho bên phía của các thành viên Guy Sport. Được reboot một flash nó không thể đủ được. Khẩu ốp của Monesi vẫn sẽ được bắn tiếp thôi. Một góc solo chọp đầu rất khéo đến từ chị mọi của Nico khi Nico đã yếu rồi. Vẫn có thể làm cho mình được đổi mạng. Một tình huống fake của Zaygu em ạ. Cố tình lộ thì bắn tiếng tập zoom ốp của Cool Sport. Nhưng điều đó không có thể làm được gì cả khi mà Monesi cũng đã bắt được màn kịch bòi cùng hợp về rồi. Người đi B duy nhất thì đã chết một bài mid to B mà hơi khó cho Vitality có thể vào được bom sai B. Thời gian chỉ còn đó là 14 giây nữa thôi. Hết bom mìn vào chay ư, không khác gì tự sát cả. Monesi còn 13 HP nhưng vẫn còn đó là tờ cover cho Monesi. À vẫn đổi được một rồi. Rupri dứt điểm Monesi rồi. Anh Simi dứt điểm đi Rupri và hết time. No time cho Apex. Và Apex sẽ bị quẩy. Và đó là một tình huống Apex không được cộng tiền. Đó là một tình huống vẫn sẽ là một lên A thôi. Đến từ Vitality chuyển thẳng lên được hay không đây. Nhưng mà vẫn còn đó không ốp của Monesi ra này. Không khác gì tự sát cả. Nhưng Monesi bắn xịt rồi. Rất may trên side còn Nico. Một tình huống quan tác của Nico. Và cái mồm cho Nico ạ. Và chỉ còn đó là Apex là người còn sống thôi. Không khác gì như cá nằm trên rọ cả. Và đó là một tình huống nằm xuống của Apex. Vài ba round nào gần đây thì rách hơi đen. Nhưng mà đối phương cứ lên A là rách đang ở bên. Đập tình huống có bút flash ra trách gần nhưng mà Apex lại. Và mà Misuta đã nằm xuống bởi quả flash của Apex mà vẫn trắng. Đây thì mà ghi dứt điểm đi Hunter rồi nhưng vẫn còn đó là Nico. Và ở khu vực lo là vị trí của Alex City. Alex City làm cho mình được đôi mạng rồi. Apex ngã xuống, Nico thì sao đây, cũng làm cho mình được cái double kill. Và chỉ còn đó là Dupree cũng như là Magic thôi. Dupree dứt điểm Alex City, Zanky dứt điểm cho mình mạng Dupree. Magic 7 ôm trên được danh gì. 1v1 giữa Zach với cả Monesi. Và Magic bắn xịt miệng ôm rồi. Ở đây thì Nico đang mon men vào quả smoke này. Flash này đúng ra Nico không gây bù đâu. Muốn nhảy xuống meter. Nhưng đó là một tình huống mà Nico sấy hơi sớm rồi. Double kill chào Bách với cậu là Liu. Một tình huống mà Bách có vẻ như lại bật mốt Mad Dog rồi. Không hề mù HP một chút nào hết. Đây chúng ta cùng xem lại. Đó là một pha bắn và tất cả đầu là lỗi đến từ Nico. Và đã không thể dứt điểm được Apex. Nhìn thấy một người thông tin được trả về, chỉ còn lại một duy nhất một người trên Cuba A thôi. Ván tờ đấu súng là thua và anh ta đã phải nằm xuống. Cái round chiến thắng thứ 10 rất gần với các thành viên đội tuyển G2 Esports rồi. Apex thì đang đi lùa. Đấy rồi. Vâng. Đối phương thì thắng thông 8 round đấu rồi. Tôi không hiểu rằng đi bắt súng có ý nghĩa gì ở những round đấu cuối này nữa. Bây giờ thì quan trọng là giữ súng đi. Nhưng mà đây là những 5 key round của Vitality vừa rồi thì Zaygu. Hiện tại trên bom xe A chỉ có một mình vị trí Zaygu cũng như Misuta thôi. Misuta đang ở khá xa, anh ta đang ở khu vực long. Và không kịp backup cho những người đồng đội của mình thì anh ta cũng làm được đi cái đầu của anh chàng Zach Z. Bây giờ thì Zaygu quẩy trên side sẽ là như thế nào đây? Rất nhiều áp lực đồ flash được trả ra và bây giờ anh ta vẫn đang là múa. Quyết định cắt C4 luôn ư? Liệu có phải là quá mạo hiểm hay không đây? Khi mà Alex CB cùng Hunter liên tiếp lên tiếng với những cái mạng của mình. Zaygu thì vẫn đang cố quẩy tại khu vực ram này. Nhưng mà khó rồi khi mà đối phương nó có góc thi đấu là đẹp hơn. Tình huống đột xuống nổ ra, Monesi làm cho mình cái double kill. Và liệu có chip một kill không đây? Không có rồi. Và họ đặt lên bom tay A và đặt bom thành công của con Rapid rồi. Còn đây múa thì xem lại một tình huống mà múa trong tay múa thì Monesi làm cho mình được đôi mạng. Đập nổ cực kỳ hay. Và đặt bụng ra là rất nhiều đến từ G2. Và không tốn quá nhiều tài nguyên cho tình huống này để có thể chiếm được long. Biết được rằng Zaygu đang đứng ở đâu nhưng một tình huống bắn quá của Zaygu một bơm rồi. Apex một tình huống dứt điểm để Alex City. Double kill Zaygu, triple kill Zaygu. Và Dupree dứt điểm Hunter. Khi mà Vitality họ kết thúc cái round thi đấu vừa rồi chỉ trong đúng 20 giây đầu của tiền của trận đấu. Bắn quá dẻo mặc dù có quả lửa trước mặt nhưng Zaygu anh ta bắn rất cường, chấp nhận ngồi trên lửa để hạ gục đối phương. Họ đã nhận ra được rằng là cặp đôi Magic Boy với cả Dupree kinh nghiệm thì có thừa nhưng mà tay thì đã phai dần cho năm tháng. Và hiện tại vẫn đang là khá dính cộng thêm quả nết khiến cho những thành viên G2 Esports đã phải bỏ lại cho mình một chút máu. Bắt đầu tanh được khu bom sai nhưng mà Zaygu bắn với khẩu scout là quá tốt. Liệu anh ta có được double kill hay không? Không có double kill khi mà Apex mới là người hạ gục vị trên chàng Monesi. Magic trở về kịp thời và cũng lấy đi cái mạng của Alex CB thì khó rồi. Zaygu vẫn không có quả lửa nhưng ta mình trả quả lửa là hơi muộn rồi. Sẽ đặt được bom nhưng Nico đứng trên lửa đau quá. Còn cho mình ta mắt bè và nên chỉ có chết. Đó là Nico muốn không lộ chọc đầu ra cho Zaygu nhìn thấy. Nhưng đồng nghĩa với cái việc Zaygu sẽ gặp một tình huống đó thì sẽ dính lửa làm rất đau. Một tình huống spam tốt là Magic spam vào smoke chết ngược luôn ra. Trời ạ. Định của Monesi là sẽ sủi luôn như vậy là không có ai nhìn mít cả.
ta cùng xem nào, tràn về được hay không đây. Ui, tự bù flash tự bù luôn ạ. Đến từ Gai Sport. Ở đây Oasis Boy một mạng rồi, double kill bom đã rơi. Còn thông tin báo về là bom ở B. Và đang muốn đi xếp luôn đến từ Gai Sport rồi. Họ không còn mặn mà với chiến thắng round đấu này nữa, nhưng Misuta đã đẩy về đến tận T7. Và Misuta nhìn thấy cái trong đầu của đối phương bắn đinh được rách, và đó là cái mạng dành cho vị trí của Misuta. Apex đang đi nhặt nết ở City ạ, nhưng tình huống mà Apex có một kho đồ nết ở khu vực City để trả lên sót ạ. Quả nết tiếp theo thì cấu đi khoảng đâu đó được 30 HP của Nico. Một tình huống mà Nico nhảy xuống City nhưng Dupri kê trước rồi. Dupri làm cho mình cái double kill ở City rất điểm đi về chỗ cả Apex. Dupri làm mình cái triple kill. Giải gù bắt được Hunter. 1v3 đến từ Mon EC. Bom đã rơi. Một quả bom rơi rất xấu dành cho Mon EC. Và Mon EC đã bị spam yếu rồi, còn đang bị máu thôi. Muốn bắt được người trong B là Magic Boy. Thì liệu rằng có bắt được hay không đây? Quyết định về là sẽ nhặt bom. Đi nhặt kiểu gì đây Mon EC ơi? Giặt ra thôi là sẽ nằm xuống dòng súng của Zai Gu. Rất khó khi mà đằng sau trước mặt thì đều có người và không có cơ hội nào để Mon EC có thể cứu vãn cái trận gì đó này cả. Tình huống Apex đã áp sát khu vực mid gần rồi. Một tiếng nhá rồi và nhìn thấy được cái tay của AlexCB. Đồng nghiệp ghen chết AlexCB rồi. Hai người phải nằm xuống mà không đổi cho bất kỳ ai cả. Bắt đầu có những dấu hiệu là khó cho GI Sport. Nhiều khi một quả nết trả ra thì Nico sẽ nằm. Tuy nhiên quả nết đó trả ra chính xác. Bắt đầu set up rồi, nhảy xuống City và Hunter bị spam đến từ Apex. Và đó là một tình huống Apex đấm mồm Hunter. Thế trận đang đưa về là 5v2. Zai Gu quyết định là cầm Fight 7 đẩy luôn sót. Những tình huống mà Nico tận dụng quả số one way này bắt được Apex rồi. Nhưng Zai Gu muốn làm đôi thì cũng vừa rồi. Khi định bỏ người mà không thấy ai cả thì quyết định Zai Gu là dứt điểm Nico luôn. Và đó là cái double kill cho Zai Gu. Quyết định chặn long nhanh chạy chăng đây khi một quả flash đang trả ra là trắng. Cường luôn tới vị trí của Apex nhưng mà Misuta đã nằm xuống rồi. Apex đổi một mạng cho những người đồng đội của mình nhưng liệu có biết được vị trí của Zack Z đang trong quả smoke hay không đây. Và Zack hạ gục thành công vị trí của Apex và hơn người dành cho G2 Esports. Hunter bắt được Zai Gu. Thế trận nó đưa về là 4v2. Và đang có những tình huống kê lại City của Hunter rồi. Setup rất đẹp đến từ bên phía Gai Sport. Giặt ra là sẽ nằm nên không dùng flash. Đây một tiếng bắn tham minh Mon EC ơi. Cứ đứng kê đi, có phải là có mạng rồi không? Và Magic dứt điểm Mon EC. Hunter đổi được mạng của Magic Boy. Đức Vy thì sao đây, lộ rồi. Và nhìn ra vị trí của cái tên rách. Đầu súng đang nổ ra, nhấp nhá rất khó chịu được Đức Vy. Nhưng cuối cùng thì Hunter cầm ốp, dứt điểm đến từ Đức Vy. Và Zai Gu liệu rằng có thể có cái mạng của Nico hay không đây? Và đây ông tình huống mà chỉ là một zoom thôi, vậy không kịp rồi. Bom sai B thì vị trí của Dupri đã lộ. Trả ra một quả smoke tự quẩy đến từ Dupri nhưng có lửa trả vào. Bắt buộc phải thay đổi vị trí đến từ Dupri. Nhưng tình huống thơ đã sửa bàn để có thể cover cho một đội bom sai B. Dupri bắt được Nico, ICB rất điểm Dupri. Mon EC có mạng Apex, Misuta đổi mạng Mon EC. Thế chất đưa về IVS này, bom rơi ở mid. Một quả bom rơi rất xấu cho ICB cũng như cho cả Hunter nữa. Cả hai người này chỉ còn duy nhất một quả flash mà thôi. Nhập lại được quả smoke thả ra. Nhưng mà Zai Gu thì đã bách kịp về trong khu vực City mất rồi. Một khẩu ốp, một đổi một thôi. Nhưng mà AlexCB còn quá yếu máu. Đẩy qua một quả smoke tới Misuta một cách quá khó hiểu. Và đó là cái round chiến thắng dành cho EC2 Esports. Tự đẩy qua smoke và để thua một round. Quá đáng tiếc. Bây giờ tanh long nhưng mà bị mù trắng xóa tới giữa AlexCB. Và anh ta không thể nào thoát khỏi cái án tử dành cho mình. Nico thì sao? Cũng đi theo những người đồng đội của mình luôn. Một bài tràng lo đến từ GI Esports. Nhưng mà đáp trả lại từ Vitality là cực kỳ gắt khi mà người đi đầu với Gai Sport là ICB thì đã bị bắt rồi. Nico thì đi theo với cái việc nằm xuống dưới ốp của Zai Gu. Nhưng đang có người ở thùng xanh. Và có vẻ như Vitality đang biết rằng điều này. Và người đó đang cầm bom nữa. Người cầm bom là Hunter. Hunter chỉ cần bị bắt thôi thì gần như round thắng đã thuộc về cho bên phía Vitality rồi. Đang có lợi thế hơn người và đương nhiên rồi người phải vội là Gai Sport chứ không phải Vitality. Nhưng Hunter phải bình tĩnh tình huống này đây rồi. Bắt đầu ra trách Hunter. Đấm mổ Misuta một nhịp rồi. Ở đây thì sao? Dupri bắt được Hunter. Người cầm bom đã chết rồi. Đi rách đẩy ra. Đấm nước bồm cái tên Dupri. Tình thế đang đưa về live vết 3. Ở middle thì Mon EC đang nhảy trách cho Mon EC. Chỉ bắn được khoảng đâu đó 2/3 cây máu của Apex. Muốn đẩy ra bắt. Nhưng mà cái giá phải trả nằm xuống bởi Magic Boy. Trời quá nhồng lên từ Mon EC. Và chỉ còn đó là rách. Một tình huống 1v3 28 máu như thế này thì rất khó cho rách để có thể cờ lặn được. Cực kỳ cục xúc đến từ Gai Sport vẫn sẽ là tràn lòng. Lần này Misuta liệu rằng làm được mấy đây hay sẽ là chết chạy. Zai Gu đang muốn kéo ốp ra cover của đội của mình rồi. Misuta đổi được một thôi. Zach là người dứt điểm đi Misuta. Một tình huống đổi chắc, một đổi một nhưng quả đến này quá bách đi thôi rồi. Nico lên bảng đêm số, thế trận đưa về là 4v3. Cả ba phần bên phía Gai Sport, người còn nhiều máu nhất là Mon EC thì còn cho mình 58 HP.
hai người từ Sot và hai người từ City. Không có ai đi lo cả. Thấy cái chồng đầu của đối phương khu vực Ram đến từ chú Apex. Apex là một tờ đạn cho tờ Ram trách lại xe. Một quả flash bụng ra lỗi đến từ Vitality khiến cho Magic mù coi mù. Đây một tình huống Magic có một mạng và dứt điểm Hunter rồi. Monesi có được một rồi, double kill cho Magic Boy. Và nó sẽ là chiến thắng dành cho Vitality ở map đất này. Một bài đánh mid to B đến bên phía của Guy Sport, nhưng Vitality đang có tận 3 người trong bom side B. Liệu rằng vào được B không đây? Một quả đết trả ra 10 điểm của Apex. Hunter dành chỉ có cho mình nửa cây máu thôi. Nhưng Apex đã bị bắn đỉnh rồi. Misuta chưa có mạng. Một bom Misuta. Nico đổi được mạng Apex. Alexi dứt điểm Misuta. Chỉ có Dubri là người đang đứng ở trong đắc thôi. Một phép 3 từ Dubri. Dubri có mình được một mạng. Dubri bắn được người đặt bom là Nico. Tình thế đang đưa về. Đó là một phép 3 dành cho Alexi. Khá là khó khi chuối đã có địch rồi. Nhưng Alexi đấm được mồm dài gù. Đọc được chuối con người không đầy. Và không đoán được là ba kích boy vẫn còn đang ở chuối. Quả lửa trả ra liệu rằng có đúng ra mình hay không đây, cùng xem nào. Người đi đầu thì không dính đam lửa và Apex trắng quá rồi. Rạch đấm mồm Apex với một quả flash búp ra đến từ Alexi. Và chỉ còn đó là Misuta ở trong B thôi. Một tình huống Misuta sẽ bị quầy và Rạch làm cho mình được đổi mạng. Nhưng trước khi chết Misuta kịp đổi một. Sẽ là đi xếp đến từ Magic cũng như cả Zaygu đang đứng ở khu vực pit bom xài A. Hắn tôi đã nghe thấy tiếng thay đạn của Magic Boy. Còn ngược lại người đang kê nối cho bên phía của Vitality đó là vị trí Dupree. Dupree vừa rồi thì đã lộ rồi, Van Tơ thang mình giặt ra dứt điểm đi mang Kickboy. Misuta thì liệu rằng đã lộ hay chưa đây? Một tiếng của Misuta bị người ở nối bắn vào đã địch CB và dứt điểm đi Misuta. Như vậy là bom Saya đã clear. Zaygu bắn xịt một viên ốp. Nhưng mà vị trí của Alexi vẫn check lại cẩn thận. Nếu như đó tiếng của Dupree bị làm mềm từ trước rồi thì có lẽ anh phải nằm xuống Dupree cơ. Sẽ là một tiếng tràn bề đến từ Guy Sport thôi. Lừa trả ra hơi muộn rồi. Rách đi đâu làm cho mình được đổi mạng như đi chợ vậy. Đến từ Rách Z. Bom B lại một lần nữa clear. Và lại là đi xếp thôi. Vitality ơi. Họ vẫn còn đó. Bên chú của Nico đang là người kê đẩy khu vực chuối. Và Zaygu vừa rồi thì đã bắt được cái tên Hunter rồi. Và đây một tiếng Misuta đẩy ngược ra chuối. Bắt được Nico. Như vậy là khẩu ốp của Zaygu đang ở bom A. Alexi B lại một lần nữa chiếm quyền kiểm soát mid một cách khá dễ dàng với hai quả flash mà thôi. Tuy nhiên trong khu bom side thì các thành viên của Vitality vẫn đang chơi là rất chắc. Zaygu đang chơi trong khu vực thùng bom và anh ta lấy được cái mạng của anh chàng Alexi B. Rách Z đổi mạng thành công cho người đồng đội của mình thật đấy. Nhưng mà Zaygu vẫn đang là con quái vật chấn giữ tại khu vực này. Dupree thì đã móc tới nơi, C4 thì rời và khó dành cho Rách Z rồi. Nếu như có thông tin báo về chuối clear thì hoàn toàn có thể bắn 4 à. Đến từ bên phía các thành viên Vitality. Tăng qua nối và Dupree nằm xuống với Alexi B. Một cả flash búp ra và Dupree không hề mù. Magic ở spoiler thì ngã xuống rồi. Zaygu đang bị tổ quay trong side và Zaygu cần phải có mạng tình huống này. Flash búp ra chẳng quá Zaygu. Vẩy xịt đồng nghĩa với cái chết cho Zaygu thôi. Dupree làm được đôi Nico. Nhưng cái vị trí của Nico dứt điểm đi Dupree. Và thế trận đang đưa về là 3v2. Lợi thế hơn người dành cho Guy Sport. Apex và Misuta sẽ phải làm gì đây? Khi mà góc của đối phương cũng chủ động trốn hết rồi. Chủ động thả ra một quả smoke thì có thể bò trườn. Nhưng mà góc thi đấu này thì Pit hoàn toàn có thể nhìn được anh ta. Sau ngày sau khi người đồng đội của mình nằm xuống thì Misuta phải quay đầu đi xếp luôn. Và từ nãy giờ thì bom xe B không khác gì như là tử huyệt của Vitality cả. Bắt bài luôn, bắn 3B đến từ bên phía của Vitality. Và chỉ để mình vị trí của Dupree đang đứng ở nghĩa địa thôi. Một tình huống giặt ra thăm mình chính xác đến từ Apex nhưng chỉ đổi được một. Mà Magic dứt điểm đi danh gì, mà Magic kịp thời sủi. Adico thì bắt được Monesi rồi. Chỉ còn đó là Hunter. Vanter trong một thế trận 1v3 như này thì gặp quá nhiều khó khăn. Có lửa trả vào Mentos nhưng flash búp ra là tốt đến từ Vitality. Khiến cho Hunter chưa thể vào được trong sai. Ăn flash là chớp rồi. Và đang cố quẩy thôi. Hunter bắt được Magic thì sẽ là dễ hơn này. Nhưng mà đêm tình huống mà ui đi qua đời nhau đến từ Hunter và cả Zaygu rồi. 1v2. Xử lý cực kỳ kinh nghiệm đến từ bác thợ săn. Nhưng Magic là một người được kê trước. Và đó là một tình huống mà Hunter nằm xuống dụng của Magic Boy. Có lẽ không quá quan trọng khi trên tay người ta là một khẩu ốp. Ui quả nết. Quả nết cực kỳ chất lượng và Nico là người đầu tiên phải nằm xuống. Monesi rất may mắn là đã kịp thời đổi mạng cho người đồng đội của mình. 24 HP, 31 HP còn lại. Họ có muốn đổi hướng với bom sai ai không đây? Một tình huống bò ra từ khu vực lầu đến từ Hunter định bắt người ở spoiler là Zaygu. Sau khi nghe tiếng mà Zaygu bật cốp lên. Nhưng không được đâu sói à. Một quả flash búp ra quá tốt đến từ Apex ở khu quận chỉ đã giúp cho vị trí Dupree dễ dàng dứt điểm đi Monesi. Đã có những cái sự liên kết chặt chẽ hơn đến từ Vitality. Và round thắng thứ tư đã đến rất gần cho họ rồi.
vẫn cố đấm ăn xôi lên khu vực chuối. Ừ, và bây giờ Dupree đã là người đầu tiên bỏ lại cái đầu của mình. Khó rồi, phải quẩy rất khéo ở trong side khi mà Apex, ui rồi ôi sấy là lỗi, và nó vô tình để lộ ra hoàn toàn khu vực bom side B để có thể đặt bom khi mà Team Vitality đang là người có nhiều máu hơn. Đúng là như vậy, nhưng cái điều quan trọng em ạ là bom side B đã clear, Võ đã kiểm soát được những góc kê rất đẹp rồi. Nhưng Zygu thì sao đây, muốn chuyển sang một khẩu AK nhưng không được đâu. Lại một lần nữa G2 Esports họ muốn kẹp chặt vào khu bom site A, nhưng mà không, quả C4 và tất cả những thành viên còn lại đã quay trở lại khu bom site B. Và Alexi bị bỏ smoke, bỏ lại cái mạng của mình, quay trở lại B là không hợp lý khi mà bây giờ nó vẫn còn quả lửa ở đây. Ở đây thì sao, Mizuta làm cho mình được đôi mạng, Hunter đổi được mạng của Mizuta, thế chất đang đưa về là 3 vết tay. Và thời gian là đủ để cho Guy Sport đặt được quả bom này. Vẫn còn cơ hội cho Guy Sport khi mà Hunter đang là người quay lại kê khu vực chuối, và Monesi từ từ kéo ốp vào khu vực còn chắc. Có Flash búp ra còn chắc hay không đây, khi bằng kích con Flash nhưng mà không búp rồi, giặt ra chích chạy là chết dành cho Dupree. 2v2 thì là khoai nha. Tôi đang rất cần con Flash của Magic Boy để sử dụng cách hợp lý để giúp cho vị trí của Zygu dễ dàng giặt ra pick vị trí của Monesi. Pick chạy như này thì không khác gì là mồi nhử cho vị trí của Monesi cả. Double kill cho cá nhân Monesi. Vanter dứt điểm Magic Boy. Điều quan trọng là setup smoke tầng 2 lửa là rất chuẩn chỉ. Liệu họ sẽ tay khu bóng sai nào đây? Apex lấy được một mạng nhưng mà Mizuta ở đây có góc bắn là quá đẹp. Còn lại một mình Hunter mà thôi, làm được một mạng. Chưa có được cái double kill và bây giờ đã có được cái double kill cho riêng mình rồi. Nhưng mà thế thì cũng là hết. Apex lên full bom mìn mà Geek Boy có cho mình đó là một lửa nhưng còn smoke nữa. Một tình huống book flash ra, Mizuta đấm vào Monesi rồi. Nico bị bắn yếu rồi, bị bắn mồm nhưng vẫn lì. Double kill cho Mizuta. Và thế trận đang đưa về là 5v3, lợi thế rất lớn dành cho bên phía của Vitality. Nhưng mà đối phương thì cũng đã trốn gần hết rồi, anh ta không thể tận dụng được bất kỳ một góc bắn nào cả. Vì Hunter ở đây còn bị bắt ngược lại nữa, nhưng mà Dupree bắn là hơi tốn đạn, thậm chí còn bị đinh ngược trở lại và nằm lại cơ. Cái điều quan trọng nhất thì nó vẫn sẽ là một chiến thắng dành cho Vitality thôi, đúng không em? Và đó là cái điều cần thiết để giúp cho Vitality có thể comeback được ở map thứ hai này. Bắn bên T-side bắn Inferno thì nó cũng không phải là quá khó đâu. Nhưng úi dồi ôi, nó sẽ lùi về sau khi nó gây ra được rất nhiều áp lực ở bom say B rồi. Nhưng đối phương vẫn bắn, đó là đến tận 4 người bom say A. Có vẻ như sẽ check vào góc tối thôi. Có check hay không đây? Ui check cho có rồi. Nhưng Hunter chỉ đổi được một. Mizuta dứt điểm đi Hunter. RCB bắt được Mizuta, đang lợi thế hơn người này cho Guy Sport. LCB làm cho mình cái double kill. Dupree đổi được mạng của LCB, giành dứt điểm Dupree rồi. Monesi cứt kết thúc cái tên Magic Boy. Kiểm soát được mức đồ và nghe thấy rất nhiều thông tin tới cả hai bên. Nhưng mà Zach Z của Monesi kẹp chéo là quá đẹp. Làm sao mà thông ra được cái chốt này đây, khi mà Hunter vẫn đang là người ở đây nhưng mà vừa bị Apex vả mồm. C4 đã rơi, máu thì yếu, thậm chí trước mặt còn đã có một quả lửa thì chả có cơ hội nào dành cho anh ta cả. Một round đấu có thể coi là free dành cho Vitality. Chính xác là Guy Sport, Vitality họ eco thôi. Nico, ui xồi ôi, cố gắng hốt eco nhưng quả nết này thì sao? Một người phải nằm xuống hay không? Nhưng không ai nằm xuống mà quả nết cả. Hunter dứt điểm đi Apex rồi. AlexCB đang bị quầy, nhưng AlexCB đang cầm một khẩu MP9 cơ. Hunter thì bắt được Dupree. 14 năm dành cho Guy Sport. Một round đấu hốt eco tốt đến từ Guy. Tăng vào trong side không thấy ai cả và sẽ biết được bom side B clear thôi. Nhưng Nico được bút lên, thằng mình đẹp quá. Apex spam xuyên sống dứt điểm ICB, nhưng vẫn còn đó cái tên Nico. Bây giờ thì Flash sẽ được bút ra, nhưng đây nó còn là Flash trắng cả hai người. Nhưng bắn theo tham mình và Dupree vẫn hạ gục vị trí anh chàng Nico. Monesi đổi mạng thành công. Magic và Apex cả hai người đều yếu máu mất rồi. Vẫn có những quả Flash bút ra. Và bây giờ chỉ còn một mình vị trí của Magic cùng với Monesi với nhau mà thôi. Nhưng mà Magic xử lý là quá tốt. Rất may mắn là anh ta còn chân trên bản đồ và bắt đầu có những tình huống nhảy lầu rồi. Zaxi sẽ là người phải sống sót tại khu pit. Hunter kịp thời làm đi cái mạng anh chàng Mizuta. Bây giờ như thế nào đây? Tôi hỏng rồi. Có dấu hiệu sẽ toang thôi. Số này mà tan đi thì khả năng cao Zaxi sẽ có mạng vị trí của anh chàng Zaygu nhà. Thôi hết rồi, 1v5. Phải nói rằng có lẽ anh Zaygu phải bật hack lên mới thắng được. Dupree thì đã yếu rồi, còn cho mình nó 20 HP thôi. Một tình huống giặt ra pick chạy búp cả Flash thôi. Và đây Hunter làm gỏi luôn hai bé ở khu vực mid đồ. Nhưng Dupree đổi mạng lại nhanh nha. AlexCB đẩy ra chưa có mạng nhưng bắn yếu được Apex. Zach chọn góc chỏm đầu. Một tình huống mà Zach quyết định nhảy lên khu vực xe đạp để chọn cho mình một con bắn chỏm đầu diễn pit. Zach có được một mồm thôi mà Zach đấm mồm Zach. Và chỉ còn đó là Magic kết hợp với đó Dupree. Hai player cuối cùng của Vitality sẽ xử lý trong tình huống là 2v2.
Chính xác hơn là một round đấu chỉ có những khẩu lục thôi, nhưng mà Vitality họ vẫn làm khó được các thành viên đội tuyển G2. Bây giờ Magic còn phả đi cái đầu anh chàng Nico nữa thì khó rồi. 5 HP còn lại nên quay đầu đi xếp thì hơn. Rách có được mạng Rubri không đây? Đang được một kê khá lì, 1-1 vào Rách rồi. Rách cần làm đôi và đó là cái double kill cho Rách. Tay rất bé tình huống bắn vừa rồi. Double kill của cậu AK. Và nhiên nói đấy là tình huống tay rất bé, mà Nico cũng đã khẳng định thương hiệu của mình với cái đầu của anh chàng Magic, Zygu và Apex. Có lẽ thôi đến mức này cũng là chấm hết rồi. Cố gắng đâm vào bom say A, nhưng mà hiện tại thì hai góc cường bắn chéo là khá đẹp vào đây. Sấy DE bắn yếu đi được vị trí của một người và Zygu Apex liên tục lên tiếng với những cái mạng của mình, nhưng mà Zach hoàn thành được cho mình cái triple kill. Thì bây giờ khó rồi khi mà Apex quay ngược trở lại hạ gục đi Hunter, nhưng đối phương vẫn đang còn là hai người. Một khẩu P50 thôi, liệu rằng Monesi rớt lại, trời đất ơi, dám mua cả rớt luôn đến từ Monesi. Ui, và không cần đến khẩu rớt, từ đó tình huống bắn đỉnh đối phương đến từ Monesi. Nó là chiến thắng cho G2 Esports bắt thứ hai này với một cái tỷ số là 16-8. Ai là người mở cửa đây? Khả năng cao sẽ là Rách. Tình huống Rách sẽ mở cửa để cho Monesi thị bắn. Chính xác là cái tên AlexCB đang đứng ở trên khu vực ngoài bom outside để có thể set bài. Ở đây thì Apex bắt được Monesi rồi, thế trận đã đưa về 5v4. Mở cửa ra, đóng cửa vào liên tục đến từ Apex cũng như đối thủ nữa. Apex chưa thể dứt điểm được vị trí của Hunter, nhưng mà Zygu bắn đệ vào có mấy cái mạng Hunter rồi. Thế trận đưa về 5v3, lợi thế có dành mình phía chính xác là Vitality. Apex bắn đinh được Nico, 5v2. Có quá nhiều lợi thế nghiêng về cho Vitality round đấu này. ZZ thì có quá nhiều góc để anh ta phải bận tâm tới. Vào khu vực lobby thì có tận 3 người của đối phương. Thậm chí đối phương không cho anh ta bất kỳ một cơ hội nào cả. Vì đây sẽ là những cái tình huống double pick, chứ không có một tình huống pick lẻ nào cả. Biết cả hai thành viên đối phương đang ở đâu, và bây giờ AlexCB cũng phải bỏ lại cái đầu của mình. ZZ thì cũng chả khá hơn là bao khi mà đây là đối phương triple pick. 1-0 dành cho Vitality. Thậm chí Nico phải lên cho mình một khẩu ga lưu để có thể bay thêm một chút bom mìn. Bây giờ để đẩy cục đẩy quả lửa luôn tới AlexCB, nhưng anh ta vẫn bị vị trí của Magic hạ gục. Bây giờ thì ZZ làm được một mạng thật đấy, nhưng mà Apex bắn là quá tốt, tắt tanh vào trong bom sai, nhưng mà thế này toàn hết rồi. Nico một góc thi đấu quen thuộc đã tạo nên cái tên tuổi của anh ta. Chúng ta hãy cùng xem sẽ làm nào đây. Zygu hạ gục kịp thời vị trí AlexCB rồi, ngắm nghĩa là kỹ, và lần này thì không có một cái lỗi nào cả. Phải bắt đầu sủi vào trong khu vực lobby tới thì vị trí Zygu mà thôi, nếu như anh ta không muốn nằm lại. Còn bây giờ thì chính thức là anh ta đã nằm lại rồi. Đó thì uống vẫn đục xuyên cửa vàng đến từ Hunter, dứt điểm đi cái tên Zygu. Hunter bắn tình huống đi e đó là quá ảo. Bom được đặt rồi. Và bên phía Vitality sắp thu hấp bay. Đây rồi, Misuta thấy đối phương, nhưng đó là một tình huống mà Misuta không bắn được, chết vị trí Nico. Nhưng bây giờ thì đã có mạng Nico thì quá muộn rồi khi Rách đấm mồm Apex. Một round đấu mà những cá nhân của Guy Sport đã cho thấy những cái phẩm chất thiên tài của họ. Liệu còn ai có để mất rơi súng của mình nữa không? Bây giờ stack đẹp và Dupri lấy được đi cái mạng Monesi. AlexCB tiếp theo cũng đã phải nằm xuống. Ngay lập tức lợi thế đã quay trở về với các thành viên của Vitality. Rất lòng hoàng đến từ G2 Esports, và đợi tận khi thời gian có khoảng đâu đó 5-6 giây mới được đặt bom cờ. Nhưng Nico bắn sau lưng với khẩu AK là rất tín nhà, đấm mồm được mà kích bỏi. Và quyết định của Vitality là đi safe rồi, không dám đi qua từ Apex. Ôi nhưng mà chạm nhau rồi. Ơi chớ, vướng, mắc, nổ súng rồi. Nico biết được điều này, Apex giờ mới phát hiện ra thì có lẽ đã hơi muộn. Nico quyết định là vào tìm vị trí Apex luôn, nhưng mà Apex lại bắn chết được Nico. Một quái vật mà cũng không hề là dễ ăn một chút nào cả. Nhìn thấy đầu mỏm đầu của đối phương, và thông tin thì đã có, sẽ là phải sinh tồn thôi. Nhưng đằng sau đang có vị trí của AlexCB, và bắn trượt viên ốp này thì đây là cái án tử dành cho Zygu. Misuta tiếp theo thì cũng đã phải nằm xuống. Zaxi đang quá tỏa sáng trong cái map thi đấu thứ ba này. Thì nó sẽ là 20/80, sẽ có những sự thay đổi. Apex dứt điểm đã AlexCB. Zach có một cái mạng của Apex rồi. Ở đây thì Rách làm cho mình được đôi mạng, Rách bắn quá tín chỉ đi, còn ai máu thôi, nhưng đã gây ra quá nhiều sự khó chịu cho Vitality rồi. Tình huống này là một tình huống mà Zygu mù trắng xóa. Rách biết Zygu ở đâu, và Rách bắn đinh được Zygu, nhưng mà Rách yếu quá rồi. Zygu đang bị quẩy, Zygu làm đôi, quẩy là khá là dẻo nhà. Misuta dứt điểm đi Monesi, Nico đổi được mạng của Zygu, một tình huống đục tốt đến từ cái tên Nico. 1v2, và liệu rằng có phải một tiếng cờ lắt đến từ Nico hay không đây, khi mà bộ đôi còn sống sót bên Vitality đó là cái tên Dupri và cùng với đó là Misuta. Nhưng mà Dupri đã đẩy tới nơi rồi. Nico có những tiếng hò reo của khán giả, nhưng mà rất khó để Nico có thể nghe thấy. Khi mà ở đây rồi,
Hai thành viên của Vitality họ dường như hiểu điều gì xảy ra, nhưng góc đứng của Dupree là quá khó đoán. Tháo nồng và anh ta phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Nhưng mà vẫn còn vị trí của Magis ở đây. Quẩy phải khéo nha. Hình như là nhìn thấy đầu súng của đối phương rồi. Thông tin thì đã lộ ra, nhưng anh ta thì vẫn có thể sinh tồn được. Nhưng đây thì LCB đấm mồm đi Zygu. Một tình huống di chuyển khéo của Zygu, LCB rất tỉnh và quay lại chơi. Hunter đổi được mạng của Magic, Apex làm đôi. Và xem tiếng 1v2 của Monesi đối đầu với cả Apex và Misuta. Đổi sang một khẩu AK đi vào trong side và nằm xuống với Apex. Cái triple kill cho cá nhân Apex. Và Misuta ít nhất đổi được hai tình huống này, đổi được mấy đây Misuta ơi, một mạng rồi. Cần cái double kill đó, có double kill từ Misuta. Monesi với khốp trên tay rất điểm đi Misuta. Còn Apex đang quyết định chọn cho mình một góc đứng khá khó chịu, lại thao hào đến từ Apex. Please bình tĩnh nào Apex ơi. Đối thủ vào trong side rồi, Apex dứt điểm Miko. Hunter vào lùa Apex và đó không phải là cái double kill cho Apex. Hunter là người dứt điểm Apex. Nhưng Hunter cũng chỉ còn cho 18 HP thôi. Người đặt bom đã chết, vẫn còn đó 11 giây để cho vị trí của Monesi xử lý. Magic đang bị lửa đốt nóng quá rồi, 28 máu rồi, không thể có mình cái mạng Dupree. Đội H3 đến từ Guy Sports và họ đang muốn ui lại tháo đã rồi tháo. Trời đất ơi, là lại Apex. Có vẻ như nhầm với cả nút thay đạn. Misuta nghe được tiếng đối phương và Misuta cần có mạng nha. Chết chạy sẽ là khó, một mạng không thể làm được đôi đến từ Misuta. Ở đây Zygu đang kê trước và Zygu bắn hút một viên ốp rồi, lộ ra ốp đang ở ram. Nhưng Guy Sports không hề biết rằng ngoài vị trí của anh chàng Zygu ra còn đó Apex nữa. Apex có được một mạng, Apex làm đôi và Apex có làm bài không đẩy chết rồi. Và tình thế đường về là 3v2, lợi thế đã có dành cho Vitality. Bắn xịt quá nhiều viên ốp đến từ Zygu. Bình tĩnh lại nào Vitality ơi. Đẹp tới thì Alex TV nhìn thấy chòm đầu của đối phương trước, nhưng mà anh ta mới là người phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn một mình vị trí của Zaxi thôi. Làm gì bây giờ, giáp thì không có, máu thì cũng yếu, đối phương còn tận 3 người. Hết rồi. Đóng cửa bom side B. Zach cầm 14S đi safe rồi và thậm chí còn không được giữ lại khẩu 14S cơ. Đã có một người phải nằm xuống, bom mìn được set up đầy đủ. Bây giờ Apex đang muốn cương, nhưng mà Alex TV liệu có cho anh ta một cơ hội nào hay không đây? Và tham bình ngay lập tức khi nghe thấy đối phương quay về thì mới bắt đầu đi lên để check. Nhưng mà Alex TV đang toán tính điều gì khi mà Monesi hạ của Misuta đổi hướng xuống của bom side B rồi. Nghe thấy tiếng zoom ốp của Zygu và anh ta chắc chắn là một người phải xử lý rất nhiều trong tình huống này. Cối hỏng rồi, Zygu sẽ là một tình huống chết thôi. Alex TV quá bình tĩnh và tham bình di chuyển lại còn hay nữa. Không hề nóng vội tại Alex TV. Magic sẽ cố gắng giữ cho mình khẩu AK này. Round đấu sau thì Vitality họ vẫn sẽ đủ tiền để có thể full buy, nhưng nó sẽ là một key round quan trọng của Vitality. Khi mà nhìn qua một chút thì Misuta hết sạch tiền rồi. Round đấu sau thì nhiều khả năng cao thì vị trí của Magic sẽ là người rốt ra một súng cho cái tên Misuta. Ở đây chúng ta cùng xem lại những cái tình huống mà G2 tăng vào khu vực RAM rất chuẩn chỉ và chính xác. Hai quả flash boost rất nhanh trong khu vực bom sai, nhưng sẽ là những tình huống đi vào xuống khu vực secret cũng như là đặt bom xuống B mà thôi. Mà cái vừa nãy nhảy xuống ven thì cũng đã bị Nico bắt lại kịp thời. Ở đây thì sao? Nico đã kịp thời xuống đây nhưng vừa bị đinh, nhưng vẫn có những người đồng đội để backup kịp thời cho anh ta. Tôi nghĩ rằng Dupree nên đi chết. Bây giờ Dupree đứng ở một vị trí nào đó bắt được một súng thôi là hay. Đây rồi. Và như vậy là Dupree bắt được Hunter, nhưng khoan khoan đã nào, vẫn còn đó rách nhà. Bình tĩnh đi Dupree ơi. Tham khẩu AK và cái giá phải trả. Tham lam. Kiểu bắn bên phía Tisa. Một bài muốn chặn nhanh rồi. Một tình huống tụt đến tận 3 người ở ven, những người đi cuối cùng là rách chứ lại chết rồi. Nhưng vẫn còn đó vị trí của anh chàng Monesi. Hunter sẽ có đặt được quả bom này. Một bài chặn ven nhanh xuống khu bom B và bom đã được đặt rồi. Tình thế đang đưa về là 4v5 mà chúng ta cùng xem nào. LCB người bài tờ bắt được ai hay không? LCB tham mình và nằm xuống với Dupree. 5v3 còn cơ hội để giết tích quả bom này. Nhưng Monesi tại sao không vẫn đang ở trên khu bom xe A vậy? Hunter xế tân đạn đầu thì hơi chớ, chưa chết ai cả. Bắn yếu được Apex tồi và Nico làm cho mình cái double kill. Xong kiếm mở bích đến từ Nico với Hunter. 3v3 rồi, Monesi có mấy cái mạng của Magic khi anh Monesi đang đứng ở ven. 2v3 quá khó Vitality. Bắt buộc phải cứu tôi khi đây đào đầu cuối cùng để tôi vỡ đáp rồi. Nhưng cứu kiểu gì đây thì không ai nói. Và nó là chiến thắng 8-7 dành cho G2 Sports ở lượt thi đấu vỡ đáp. Có những góc bắn kẹp chéo nhau rất ổn ở cục bom xe B. Chúng ta cùng xem nào. Người bắn trước khả năng cao sẽ là Hunter, sẽ đẹp hơn rất nhiều là LCB ngó ra bắn. LCB có cho mình được cái double kill rồi. Hunter đấm mồm đấm đề. Triple kill đến đây không đấy, không đến. Nhưng mà Hunter với cả Monesi làm hết phần việc còn lại mà LCB đã làm. Vẫn đang nhá, vẫn đang giữ bằng được quả lửa này. 25 giây rồi chưa nhém lửa và LCB nằm xuống với Misuta. Hunter đẩy ra.
ngó ra không thấy ai cả. Thời gian chỉ còn lại 20 giây nữa thôi. Một góc kế đẹp dành cho vị trí Quanter. Và Bisuta thì đã yếu rồi, một máu đây thì Dupri đi móc đẹp quá, trong sai có người nha. Dupri có liệu có chắc lại hay không đây? Dupri làm cho mình được cái double kill và giải gù dứt điểm Hunter. Thế trận đang đưa về 5v4 nhưng khẩu ốp của Hoa Sĩ đang kê ở Ram nha. Cẩn thận Bisuta ơi, lo ngó thôi là sẽ nằm xuống đó, và đó mà tôi nói có bao giờ sai đâu. Lộ tay rồi, đến từ vị trí của giải gù, và giải gù sẽ bình tĩnh lại khi biết rằng khẩu ốp của đối phương đang ở khu vực Ram. Giờ chỉ còn mỗi flash thôi. Úp flash vào bắn nhau thôi, nhưng mà rách ở đây thì sao đây? Dễ dàng có đi một mạng, Nico đẩy lên từ ven dứt điểm Dupri, người cầm bom đã chết thôi, khó cho Vitality rồi. Rách đẩy ra làm cho mình được đôi mạng, và đây là mạng cho Zygu, và đồng nghĩa với dấu chấm mết dành cho bên phía của các thành viên Vitality vì của đối phương. Lộ rất nhiều tiếng, flash búp ra là trắng nha, nhưng mà Nico thấy được đối thủ rồi, đó là Magic Boy, và quyết định của Nico là sủi, không đứng cường nữa. Magic thì lại đang muốn đi lùa đối phương. Ta cùng xem nào. Đang cố gắng để có thể bắt được một người đây. Giải gù có được một, và đó là tình huống Apex dứt điểm đi cái tên sách gì. Trong bom Saiyan chỉ còn duy nhất một người thôi, đó là Hunter. Bác thợ săn và thi đấu tốt, nhưng mà Misuta bắt đầu có tình huống kê lại khu vực Ram đẩy rồi. Một tình huống kéo ốp đi đẩy từ Monesi, và trời đất ơi, chết rồi. Một viên AK vào mồm Monesi, và nó sẽ gần như là dấu chấm mết dành cho bên phía của G2Sport. Nhưng ở đây thì Hunter đang bị quay, sau lưng trước mặt đều có địch. Cặp đôi của Vác phải xử lý nào đây? Hunter ngã xuống rồi. Nico có cho mình cái double kill. 1v3 đến từ Nico. Bom rơi giữa lobby, và Nico còn cho mình 6 HP để có thể đi xếp ốp cho vị trí của Monesi ở round đầu sau. Vitality đang hầu khá đông người của lobby. Sẽ một tình huống vào A đến từ Vitality rồi. Khó lừa trả ra. Bây giờ rách bắt buộc phải nhảy xuống. Double kill dứt điểm đi rách. Hunter đứng trong sai thì sao đây? Quẩy được mấy Hunter ấy? Một mạng thôi. Misuta dứt điểm Hunter. Double kill Misuta. Monesi ngã xuống rồi. Alexibi 1v4. Chạy đẹp Alime đổi được mấy đây? Làm được một mạng là hết cỡ. Và thua kỳ rào quan trọng đến từ G2Sport. Smoke outside khá chuẩn chỉ, nó khiến cho Zygu có thể thoải mái di chuyển tại khu vực này. Nhưng mà Nico lại làm được đổi mạng, Zygu mới có thể đổi được một lợi thế hơn người đã có dành cho G2 Esports, và chắc chắn lượng thông tin trả về cũng là nhiều. Crowd cheat rồi. Được có vẻ như vừa đâu, nhưng mà viên ọp trượt và Monesi đã phải nằm xuống. Quá đèn dành cho vị trí Monesi, và bây giờ trên 2A 2B đã có một kịp thời một người back lên rồi, và Hunter cũng đã sẵn sàng ở dưới vèn để back up cho người đồng đội của mình. Nhìn thấy chân của đối phương chưa? Ôi, Giải Gù chỉ làm được một mạng mà thôi. Một pha phản xạ quái của Giải Gù. Nếu như bình thường thì đó có lẽ một tình huống Hunter làm cho mình được đôi mạng rồi, nhưng đó lại là Giải Gù cơ. Biết được rằng Ram có người, một góc kê trước đến từ Giải Gù, flash búp ra, quả này flash thì Giải Gù không mù rồi, và Giải Gù có mình được một mạng nữa. Triple kill đến từ Giải Gù. Chỉ việc quay ngược lại, đánh vào cái hướng mà Monesi không có ốp mà thôi. Đẩy luôn từ Monesi. Khá là cục nhà. Trời, rất khó chịu tới đây Apex. Nhấp nhá ở khu vực này, và Hunter mới góc thi đấu gần đã hạ gục được vị trí Apex, nhưng bị đổi mạng lại ngay sau đó. Khó rồi. Một mình múa trong sai, Monesi kịp thời về backup cho người đồng đội của mình. Nhưng anh ta đang phải kê hai hướng, và anh ta được vào đầu của Dupri. Giải gù. Liệu có một cái tình huống thần sầu nào 1v2 nữa hay không đây? Không được rồi. Khoảng cách bây giờ cũng đang rất là trông mong manh. Vừa nói xong thì Apex cũng đã phải nằm xuống, kẹp tại hai người trong khu outside, và bây giờ có vẻ như team Vitality họ muốn chuyển hướng. Nhưng mà Lexi B góc đứng đẹp quá, qua một quả smoke nhưng vẫn bị check vào. Chỉ là tình huống 1-1 mà thôi. Ôi, một tình huống đục của Monesi quá ảo diệu. Một tình huống đục xuyên tường vào thẳng người với Misuta. Nhưng rất may Misuta có 100 HP, không sợ đã chết rồi. Đục đi đấm nước màu Hunter đi. Sau đây Nico nằm xuống bởi cái tên Misuta. Tình thế đang đưa về, đó là 3v2. Lợi thế có dành cho Vitality. Rách nhảy xuống ven và Dupri. Liệu rằng có biết điều này hay không đây? Một tình huống di tích tận hai người ở ven thì là khó cho G2Sport rồi. Có smoke trả ra nhảy nữa thì là no op cho Monesi. Đi xếp rồi G2 ơi. Lợi thế về người vẫn đang nghiêng về G2 Esports, thậm chí là cả lợi thế về máu nữa. Nhưng quan trọng khoảng tham minh di chuyển của Apex sẽ là thứ quyết định tất cả. Còn cáo già của CSGO, liệu anh ta sẽ có những quyết định như thế nào đây? Trong khi đó Alexip thì anh ta bị bận tâm bởi quá nhiều hướng, và bắn trượt viên ốp này thì là cái án tử dành cho anh ta. Ngay lập tức trở về một tình huống 3v3, Monesi kịp về đây. Nhưng mà Monesi trượt đến một viên ốp rồi. Sẽ có smoke hay không đây?
Không có smoke, chỉ có lửa thôi. Nobri bắt được Hunter. 5v3, EV2v3 rồi. Một EC bắt được Nobri. Bom đã rơi. 12 giây không đủ nữa rồi. Và sẽ đi bắt một EC thôi. Một EC chết. Và thời gian đủ để đặt bom. Đủ để đặt bom nếu như đặt luôn. Và không đặt được bom. Quá đen, quá đen cho Vitality. Một tình huống sẽ có lửa trả ra khu vực mái nhà vào mà sẽ có lửa trả ra trên cao nữa. Chào vào trong side, Hunter nóng, Hunter đổi được một, Hunter chết mới qua lửa. Trong side dòng Zach có một thôi, Zach cần làm đôi nhưng không, Zach chỉ đổi được một thôi. RCB đang cố gắng để có cho mình những cái tên đạn spam tốt nhưng nó chưa trúng đích mà thậm chí bị spam ngược lại, còn 2-3 máu cờ. 3v3, Apex đứng rất đẹp. RCB đoán được hay không đây? Một tình huống RCB chỉ không đoán được thôi thì khả năng cao sẽ chết. Cầm súng lên Apex ơi, đừng rút bom ra làm gì cả. Ở một cái khoảng thời điểm thang binh quan trọng như này thì chỉ cần sai một tích tắc thôi là sẽ thua. Góc đứng của Apex là đẹp và Alexibi đã phải nằm xuống. Monesi chỉ đổi được một mạng mà thôi. Còn Zygu sấy lỗi mất rồi và vô tình đẩy trách nhiệm về cho vị trí anh chàng Magic. Làm được một cho Magic. Nói gì đây? Nói gì đi? Magic Boy, người đến từ Đan Mạch đã giúp cho Vitality đi tiếp vào trận chung kết.